Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của Lại Lê Huynh tại đấu trường Thiên Thiên Tiễn Kỳ. Mời bạn xem trận đầu tiên, Lại Lê Huynh cầm đỏ đi tiên gặp Tiểu Phi Yến của Trung Quốc cầm đen thủ hậu, trận đánh rất là hấp dẫn mà bạn thích.将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。Trên đây thì Tiểu Phi Yến cảm thấy hết đường chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Lại Liên Huynh cầm đỏ đi tiên gặp Bạch La Mã Trung Quốc cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。
将军。 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 将军。
Trên đây thì Bạch La Mã của Trung Quốc không còn gì để chơi nên đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.